hỏi của anh Lê Dương Bảo Lâm. Trong MV Về Với Em của Võ Hạ Trâm có phân cảnh ca sĩ đứng giữa chín con vật gì? Thì ca khúc này của chị đang làm chao đảo cộng đồng mạng. Và ca khúc Về Với Em như sau: về là về với em đi nào, về là về với nhau. Hey! Về là về với em đi nào, về bên sông ngắm nhìn hư khay. Sao cái giọng bị nghẹt vậy? Anh ơi, ê, em hát không anh hát luôn, em muốn về luôn. Anh ơi, trời ơi, nó tới đây rồi. Đi về. Em ơi, cái khúc mà là em làm được không? Em không biết mình. Đúng rồi, em đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để lòng tiếng anh hát khúc đầu của anh không anh ó ó lại ó ó lại em làm thì anh cái gì? Hai ba. Về là về với em đi nào, về là về với nhau. Hey, về là về với em đi nào, về bên sông ngắm nhìn hư không. Hay hay hay. Đáng lẽ là chị Trâm quay ở Việt Nam, nhưng mà khi mà về Việt Nam là chị tâm sự nói là nếu mà đầu tư là khoảng mấy chục tỷ, bởi vì gọi là nhà bối cảnh cũng như này nọ 5 tỷ. Đúng, 5 tỷ. Cái chị với chàng chồng của chị mới quyết định qua Ấn Độ, đó là cái đoàn là cũng đông lắm anh nha. Xong rồi cái qua bên Ấn Độ thì mình tìm những cái cảnh trí cũng như là con vật gọi là gắn liền với Ấn Độ. Thì nhắc Ấn Độ người ta nhắc đến con rắn. Thì khi mà chỉ là em ó ó giùm anh đi, em ó ó giùm anh đi. Khi mà quay tới phân đoạn mà 2 3 rắn đã cắn 2 quay phim. Rắn đã cắn 2 quay phim. Xong cái đoàn hợp lại nó trời ơi, mà quay phim về mà rắn mà cứ thả ra mà nó cắn về hoài sao được. Rồi anh chồng cũng lo áp lực luôn, nó bây giờ thôi mình đổi là đổi con rắn đi. Bây giờ một cái con nào cũng có bên Ấn Độ đi, con gì bán đồ nữa. Con bò, con bò. Bò. Thì hả cũng quay vậy đó, cứ khúc ó ó này đi, ó ó đi. Cái quay con bò này cũng là 2 ông quay phim nãy luôn phải không? Cũng là 2 ông quay phim nãy luôn phải không? 2 ông quay phim nãy luôn. 2 3. Máy đứng luôn. Nguyên đoàn kiếm quay phim không ra. Sao vậy? 2 ông mặc 2 áo đỏ. Trời ơi. Mấy quỷ bò nó hút quay phim mất tiêu. Trời ơi. Kiếm hoài đó không có luôn. Cuối cùng khuya khoảng 8-9 giờ, thấy lên trên đọt trà mới định á. Chị Trâm hợp lại tiếp, hợp lại. Bây giờ con gì đây, con gì đây? Con gì giờ? Con lạc đà. Vậy con lạc đà đi, thấy nó hiền. Chốt chưa? Không, chưa. Ban đầu tao quay lạc đà bị bự quá, cho nên chị Trâm nói là đổi là 9 con kỳ đà. Chốt là gì? Kỳ đà. Kỳ đà là đáp án của Lê Dương Bảo Lâm. Trí Trần, em có tin vào đáp án của anh Lâm không? Em không tin. Không, em nghĩ là con gì? Trong cái MV của chị Trâm á, xuất hiện nhiều nhất là lạc đà, nên em nghĩ là chuyện con đỏ là sẽ là chuyện con lạc đà. Chuyện con lạc đà. Dạ. Trí Trần không tin vào đáp án của Lê Dương Bảo Lâm, và đó là một sự lựa chọn. Chính xác à? Đáp án đó chính là 9 con lạc đà. Ê, nãy giờ anh tưởng câu hỏi của bé kia không á, bé kia đúng hát rồi. Quá trời hát luôn. Mà bắt người ta làm quá trời làm luôn á. Lựa chọn của em nó đem về cho mình 1 biếu o đầu tiên. Chúc mừng đi Trần.